vị và các bạn theo dõi chuyên mục ý kiến cử tri của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có kế hoạch về việc thực hiện kết luận số 49 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có tích hợp quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải đường sắt của tỉnh, quá trình thẩm định kiểm tra cần đảm bảo nội dung quy hoạch giao thông vận tải đường sắt phải phù hợp, thống nhất với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và của tỉnh, huyện để định hướng bố trí nguồn lực cho quá trình phát triển giao thông vận tải đường sắt. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện thể chế chính sách, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh có liên quan đến phát triển giao thông vận tải đường sắt. Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân tại các địa phương trong tỉnh. Thông qua giám sát nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác tiếp công dân của người đứng đầu, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, phân tích những mặt còn tồn tại hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân, đồng thời đưa ra các kiến nghị về trách nhiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Nội dung giám sát tập trung vào việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2022, tại các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trước kỳ họp, có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri được chuyển đến Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng để giải quyết theo luật định. Đến nay, cơ bản các ý kiến đã được các cơ quan chức năng giải quyết. Và sau đây, chúng tôi xin trích một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được các cơ quan chức năng giải đáp. Cử tri nhiều địa phương đề nghị tỉnh xem xét đối với thôn loại 1 nên bố trí 2 phó trưởng thôn. Vì là thôn rộng, dân số đông, khối lượng công việc nhiều, để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sở Nội vụ trả lời thông tư 04/2012 và 14/2018 của Bộ Nội vụ chỉ quy định trường hợp cần thiết có một phó thôn, gây rất nhiều khó khăn cho cơ sở, đặc biệt trong giai đoạn cần tổ chức họp thôn, tổ dân phố nhiều để tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Hiện tại, các quy định hiện hành của Trung ương vẫn chưa thay đổi về số lượng phó thôn, tổ phó, tổ dân phố của các thôn, tổ dân phố. Khi quy định của Trung ương thay đổi, Sở Nội vụ sẽ điều chỉnh các quy định của tỉnh theo các quy định Trung ương có liên quan. Cử tri nhiều địa phương đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng có thẩm quyền hướng dẫn trình tự thủ tục cấp phép xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc gia cầm, khu chăn nuôi tập trung đã được phê duyệt quy hoạch trên đất nông nghiệp nhằm thực hiện chủ trương phát triển chăn nuôi xa khu dân cư, tránh ô nhiễm môi trường. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn trả lời, trên cơ sở các khu chăn nuôi tập trung nhằm quy hoạch phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, các địa phương cần hướng dẫn các trang trại chăn nuôi, các tổ chức có nhu cầu chăn nuôi thực hiện các nội dung như sau: về căn cứ lập dự án, thành phần hồ sơ dự án và thẩm quyền phê duyệt đối với các dự án chăn nuôi trang trại, căn cứ các điều trong luật đầu tư và thẩm quyền cấp điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp điều chỉnh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Do vậy, các dự án chăn nuôi trang trại cần liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn. Trên cơ sở dự án được duyệt, các địa phương tiến hành giao đất theo quy định của luật đất đai. Sau khi có mặt bằng, các chủ cơ sở chăn nuôi tiến hành thiết kế, cơ quan chuyên môn thẩm định theo quy định. Cử tri phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào kiến nghị về việc doanh nghiệp săn lấp mặt bằng, lấp cống tiêu thoát nước ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân đường Nguyễn Thiện Thuật, đến nay đã được chính quyền địa phương vào cuộc. Theo đó, hệ thống tiêu thoát nước sinh hoạt của các hộ dân bị tắc nghẽn do công ty Phú Lộc xây dựng san lấp đã làm ảnh hưởng đến hệ thống tiêu thoát nước sinh hoạt của các hộ dân, gây ô nhiễm môi trường. Ngay sau kiến nghị của người dân, phường Nhân Hòa
đã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục và làm hệ thống tiêu thoát nước cho người dân. Sau khi có ý kiến của bà con nhân dân, về phía lãnh đạo phường có yêu cầu với lại cả chủ doanh nghiệp, và chủ doanh nghiệp cũng đã phối hợp kết hợp tốt và thực hiện toàn bộ đặt hệ thống cống ngầm, tổng chiều dài là vào khoảng 100 mét, toàn tuyến thì đặt ống cống là 1.000. Thế cuối tuyến thì vì liên quan đến việc sản xuất còn một đoạn khoảng 10 mét là đặt cống 80. Đến nay đã khắc phục tình trạng ngập úng ứ đọng nước dọc khu đường Nguyễn Thiện Thuật, đảm bảo tiêu thoát nước cho người dân. Nhiều năm nay, người dân thôn Chí Trung, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm kiến nghị về việc một số doanh nghiệp xả khí thải, khói bụi vào khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Bà Bùi Thị An là người sống trên đường huyện 18 trước cửa công ty gạch Toco và công ty cám Minh Hiếu. Nhiều năm nay, bà đã phải sống trong tình trạng không khí ô nhiễm từ hai nhà máy này, trong đó mùi khí than, khói bụi từ nhà máy Toco, mùi nghiền xương, cá từ nhà máy cám Minh Hiếu. Thì có hôm thì mùi cám gió đưa về thì nó sặc lên mùi cám, mùi than thì cũng có, trời nóng thì bụi mù mịt hết cả. Chứ nhà cô trên tầng trên 24/24 cô đóng cửa, không lúc nào mở, nếu như mở ra thì nó đầy nhà. Đối với công ty Toco thì họ làm đốt bằng than thì đúng ra cái ảnh hưởng khói bụi. Thì trong nhiều năm qua thì thôn tôi cái nhất là các cụ già trẻ nhỏ thì thường mắc những cái căn bệnh như đường hô hấp, rồi ung thư thì cũng tỷ lệ cũng là gia tăng. Công ty Minh Hiếu thì nó gây cái mùi cám động vật thì nó rất là khó chịu. Nằm gần khu dân cư, khói các nhà máy này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân các thôn Chí Trung, Ngọc Đà, Bình Lương. Những ngày trời mưa hoặc thời tiết có sương mù, khói bị nén xuống gây mùi rất khó chịu, cây cối bị héo, không còn sức sống. Ý kiến của cử tri là cho rằng là cái việc cơ quan chuyên môn và có các cái giấy chứng nhận, rồi giấy tờ đảm bảo về khí thải rồi chất thải đảm bảo, thì trên giấy tờ thì mặt phẳng thì đúng là công ty có. Thế nhưng tuy nhiên thì ý kiến của cử tri là giấy tờ thì chúng tôi không biết, nhưng mà khói bụi là chúng tôi nhìn thấy và mùi than là chúng tôi ngửi thấy. Cử tri kiến nghị như thế là đúng, và bản thân tôi cũng người địa phương của thôn này luôn, cho nên là chúng tôi cũng cảm nhận được mùi và bụi thường xuyên. Theo phản ánh của người dân thì hoạt động xả thải của công ty Toco và công ty Minh Hiếu diễn ra chủ yếu vào ban đêm, kéo theo đó là những làn khói xanh, bụi dày đặc nồng nặc bay vào trong làng. Cao điểm là vào khoảng 17 giờ chiều và 6 giờ sáng. Mặc dù các doanh nghiệp này đều được cơ quan chức năng kiểm tra quan trắc môi trường, đều cho thấy các chỉ số đưa ra đều đạt quy chuẩn cho phép. Tham mưu của ban huyện phối hợp với các cơ quan của tỉnh như là Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh và lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm công an tỉnh thường xuyên có các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát chung đối với lại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm, và kiến nghị xử lý vi phạm đối với lại các cái trường hợp mà có cái hoạt động xả thải vi phạm và đã vượt tiêu chuẩn quy chuẩn theo cái quy chuẩn của quy định của nhà nước về công tác bảo vệ môi trường. Năm 2017, công ty trách nhiệm hữu hạn Toco đã bị Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xử phạt hơn 800 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên nước. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không khí ở đây vẫn chưa được cải thiện. Ngoài công ty Toco, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hiếu, công ty giấy Hưng Hà cũng để xảy ra tình trạng tương tự. Vì vậy, người dân xã Tân Quang rất mong chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng vào cuộc để có biện pháp xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm trên. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục ý kiến cử tri do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thực hiện đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.